Nếu như mà không gian phòng khách của gia đình bạn có cái không gian từ 15 đến 25 mét vuông và nội thất thì cũng cơ bản được thiết kế theo lối hiện đại mà ngân sách thì chỉ dưới 20 triệu đồng, thì cái phương án tối ưu và phù hợp nhất cho những cái điều kiện đó sẽ là một bộ dàn bao gồm một cặp loa HiVKF10 và một chiếc âm ly tích hợp 3 trong 1 StarSound DSP 450 Plus. Khang Phú Đạt Audio cam kết: sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Và hiện tại thì dòng loa HiVi này đang được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Khang Phú Đạt Audio. Đây là một cái thương hiệu âm thanh nổi tiếng thế giới và nó là sự kết hợp của hai công ty có tiếng vang trong giới là Swan của Mỹ chuyên về thiết kế và HiVi thì nổi bật về sản xuất. Nên là cái dòng loa HiVi này thì nó được đầu tư và rất là chỉnh chu về từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất. Ngoài ra thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì dòng loa này thì được Khang Phú Đạt bảo hành lên tới 2 năm lận. Dòng KF10 thì được lựa chọn cái màu bạc cho cả cái mặt lưới e căng trông rất là sang trọng, nổi bật và nó có cái khả năng chống va đập rất là tốt. Có nhiều người thì thấy rằng là cái màu xám này nó trông hơi sáng quá, nhưng mà có nhiều người lại rất là thích cái sự nổi bật của nó. Còn thân loa thì được trang trí bằng cái lớp sơn mờ đen chống mài mòn và rất là thân thiện với môi trường, đẹp mắt và thiết thực. Nói chung thì về mẫu mã của một chiếc loa thì sẽ còn phải tùy thuộc vào sở thích nè, cũng như là cái thiết kế không gian phòng khách của chủ nhà nữa. Đó là tổng thể về cái thiết kế rất là thu hút rồi. Tuy nhiên cái điều mà tạo nên tiếng vang của cái dòng KF10 này chắc chắn sẽ phải là chất lượng âm thanh. Vừa rồi thì em cũng đã nhờ anh kỹ thuật viên là Thảo dùm em cái này ra sẵn rồi để mọi người dễ dàng quan sát phía bên trong hơn. Wow, đây là diện mạo phía bên trong của một chiếc loa KF10 nè. KF10 là dòng loa ngang 4 đường tiếng với 7 củ loa. Nó sẽ bao gồm một củ loa bass 25 nè, một loa mid 4 in, hai loa treble 3 in và ba loa chill treble 2 in. Công suất đầu vào định mức của nó là 250W. Và giống như các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu là mỗi một củ loa nó sẽ đảm nhiệm xử lý một cái dải âm thanh khác nhau. Chính vì vậy với cái cấu tạo củ loa như thế này thì chắc chắn là cái âm trầm nó sẽ được đảm bảo là trầm ấm, khỏe mạnh, dày tiếng hơn nhờ vào cái sự xử lý của một củ loa bass 25 như thế này. Còn âm trung thì nó sẽ rõ ràng, khỏe mạnh với sự xử lý của một củ loa mid 4 in và hai loa treble ở đây. Và ba loa siêu treble này nó sẽ đảm bảo là cái âm cao sẽ rất là sáng nè, trong trẻo này và thanh thoát. Anh vội vã nhận ra em đã rồi, lừa anh rồi, nuốt đắng cay ôm tình duyên qua trái ngang. Người ơi, xin cho nhau thêm thật lòng, hứa cho nhau nghe bao câu yêu thương. Và với cái âm thanh mà vừa rồi các bạn nghe thì chắc chắn là những cái điều mà Linh nói là chính xác rồi đúng không? Và kích thước thì cũng rất là vừa phải, cùng với đó là một số cái chi tiết thì trong cái con này nó hầm hố hơn một chút. Nên là cái chiếc loa HiVi KF10 này nó sẽ phù hợp với cái không gian theo lối thiết kế hiện đại châu Âu một chút. Và để có cái sự kết hợp hài hòa nhất với cái dòng loa KF10 này mà lại đáp ứng được cái không gian từ 15 đến 25 mét vuông thì một chiếc âm ly 3 trong 1 StarSound DSP 450 Plus là một cái lựa chọn không thể nào mà hoàn hảo hơn rồi. Và cái dòng âm ly này á, nó là huyền thoại về cái sự tiện dụng, nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng. Với cái sự tích hợp tính năng vừa là một chiếc vang số này, vừa là một cục đẩy và vừa là một bộ micro loop. Và khi mua cái chiếc âm ly 3 trong 1 này á, thì nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm chi phí tối đa luôn. Và với cái dòng DSP 450 Plus này là dòng âm ly 2 kênh và mỗi kênh sẽ là 450W, nên là nó sẽ có cái khả năng khuếch đại và xử lý tín hiệu cực kỳ là mạnh mẽ nè, hiệu quả, và đặc biệt nó sẽ dễ dàng và thoải mái đánh phối với cái dòng loa KF10 để mà có thể phát huy tối đa cái tính năng của dòng loa này. Không những vậy mà chiếc âm ly này còn có thể kết nối cổng quang nè, USB nè, Bluetooth, điện thoại, máy tính rất là dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng khi sử dụng. Và màn hình ở đây sẽ là màn hình cảm ứng luôn nha.
Và ở đây thì mọi người có thể dễ dàng điều chỉnh để có thể theo từng cái tông giọng này, theo sở thích, theo từng cái tai nghe để làm sao nó hỗ trợ cái giọng hát của bạn tốt nhất. Và để đánh giá chất lượng của một chiếc âm ly á, thì chắc chắn phải nhắc đến hai cái nhân tố, đó chính là echo và reverb. Đây là hai cái nhân tố gọi là chủ chốt để giúp cho cái giọng hát của bạn nó vang hơn, nó tròn đầy hơn và nghe nó bay bổng hơn. Và tiếng echo reverb của con DSP 450 Plus này thì nó nổi tiếng là rất là hay. Anh vội vã nhận ra em đã rồi lừa anh rồi, nuốt đắng cay ôm tình duyên qua trái ngang. Người ơi, xin cho nhau thêm thật lòng, hứa cho nhau nghe bao câu yêu thương này. Đấy, như các bạn có thể nghe là cái giọng hát của anh Kỹ Thuật á, không phải là nó chỉ nhờ vào cái giọng hát hay riêng của anh đâu, mà nó còn nhờ vào cái tiếng echo và reverb của cái con này, nó hỗ trợ rất là nhiều nên là cái giọng hát nghe nó mới hoàn hảo như vậy. Và đi kèm với chiếc âm ly này là một bộ tay mic màu đen được làm từ hợp kim nhôm và sơn một cái lớp sơn tĩnh điện chống bám dính vân tay trơn trượt. Điều mà hầu như là các gia đình nào cũng sẽ quan tâm khi mà hát karaoke đó chính là chất lượng của một chiếc mic. Dù là mình là ca sĩ hay là người bình thường, khi mà hát với một cái dòng mic mà nó có cái khả năng xử lý âm thanh tốt nè, hút mic, bắt mic và hát thì nhẹ, thì mặc dù là khi mà trong cái quá trình mình hát mình có gặp một số vấn đề về vấp váp thì nó cũng sẽ góp phần hỗ trợ giúp cho mình xử lý dễ dàng hơn. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Đấy, như các bạn có thể nghe là anh Kỹ Thuật mặc dù là hát chay thôi nhưng mà cái giọng nghe cũng rất là hay. Khi mà anh để xa mic ra thì nghe cái tiếng nó vẫn là tròn và rất là nét. Còn lúc mà để gần sát như thế này thì nghe cái tiếng nó vẫn là rõ ràng và nghe nó rất là sáng. Đặc biệt là chiếc mic này nó còn có cái khả năng chống hú rít lên đến 95% lận. Còn DSP 450 của lúc này nó có cái khả năng chống hú rất là tốt các bạn. Khi mà em mở cả hai mic này, alo, em chỉ ấn một mic vào và một mic em vẫn nói bình thường, nó đã không xảy ra tình trạng hú rồi. Còn khi em chỉ ấn cả hai mic vào thì nó cũng sẽ không hú. Và bình thường thì mọi người hát thì mọi người cũng sẽ đứng ở gần và trước cây loa. Đấy, như thế này thì nó chống hú rít rất là tốt khi mà mình mở cả hai mic và mình mở với mức độ rất là to. Thiết kế của cái con DSP 450 Plus này thì nó cũng theo cái lối là hiện đại, sang trọng và tinh tế. Khi mà kết hợp hai cái sản phẩm này lại với nhau thì như mọi người có thể thấy là cái con KF10 này trông nó hơi sáng một tí với cái màu bạc này. Thì cái chiếc âm ly màu đen pha xanh một chút xíu ở đây, nó sẽ đóng vai trò là cân bằng cả bộ dàn, trông nó hài hòa hơn. Và đặc biệt là chiếc âm ly này thì sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm. Với combo sản phẩm này thì sẽ phù hợp với phòng karaoke gia đình, nghe nhạc với không gian từ 15 đến 25 mét vuông. Và combo này có giá chỉ 18 triệu 200 ngàn mà thôi. Về giá cả thì rất là phù hợp rồi đúng không? Còn về chất lượng tổng quan nhất về cả cái bộ dàn này thì có lẽ là bây giờ Linh sẽ nhờ anh Kỹ Thuật test thử coi là nó như thế nào và mọi người cảm nhận và nhận xét như thế nào nhé. Ngày sau mưa không còn, trên đường dài thật dài, ta mặc bình lòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm ba nơi xưa, tình người sau cơn mê vẫn say. Dù bao tháng năm đau thương dập vùi, đường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em hồng hành như xưa. Vừa rồi thì anh kỹ thuật viên cũng đã thực hiện là kết nối và test thử chất lượng của cái bộ karaoke này rồi. Nghe cái âm thanh thì nó bay bổng nè, nó tròn đầy và nghe nó rất là hay. Đặc biệt là anh kỹ thuật cũng đã di chuyển khắp cái căn phòng của Khang Vũ Đạt để có thể mô phỏng một cách chân thật nhất cái lúc mà mình hát karaoke á, nhưng mà mọi thứ đều diễn ra rất là ổn định. Hiện nay thì tại Khang Vũ Đạt đang có chương trình
Khi mua bộ dàn karaoke này sẽ được tặng một giá treo loa trị giá 300.000 đồng, hệ thống dây dắt kết nối trị giá 200.000 đồng và sẽ miễn phí lắp đặt trong khoảng cách dưới 20 km. Và khi mua cái bộ dàn karaoke này tại Khang Phú Đạt thì quý vị sẽ được đổi mới trong vòng 7 ngày nếu như mà mình cảm thấy là không hài lòng, với yêu cầu là sản phẩm sẽ phải giữ nguyên cái hiện trạng lúc ban đầu. Và cái cặp loa Hi-Vi KF10 này sẽ bảo hành trong vòng 2 năm và chiếc âm ly Star Sound DSP 450 này sẽ bảo hành trong vòng 1 năm. Và đặc biệt là nếu khi mà các bạn gặp bất cứ cái vấn đề gì về sản phẩm hay là kỹ thuật sẽ được Khang Phú Đạt hỗ trợ trong vòng 24 giờ. Nếu như mà các bạn đang còn bất cứ cái thắc mắc gì về sản phẩm thì có thể liên hệ ngay cho Khang Phú Đạt nhé. Hãy truy cập website khangphudataudio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Vũ Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.